Hệ thống cửa hàng Bình Minh xin giới thiệu các bạn một mẫu máy laser xóa sâm dòng mới nhất của bên An. Đó là máy laser thủy nám Picosure Zhang 320. Thì trước tiên mình sẽ châm nước vào máy. Thì ở trên này nó sẽ có ba cái nút. Cái nút ở trên cùng là cái nút để mình châm nước vào ha. Cái nút thứ hai là khi nào nước nó đầy rồi á là nó sẽ tràn ra cái đường này, khi nào nước nó đầy. Còn cái nút cuối cùng là cái nút xả. Mình sử dụng máy thì khoảng tầm 2 tuần cho đến 1 tháng là mình sẽ thay nước một lần, sẽ đảm bảo máy nó sẽ tốt hơn. Khi châm nước thì mình sẽ có kèm theo cái này. Đó, mình đổ nước vào đây ha. Cái này thì mình đã đổ nước sạch nước rồi. Để mình tắt cho nó nhanh. Rồi. Đây là cái bàn đạp. Bàn đạp này là khi là mình xóa xong thì mình sẽ đạp ở như này thì là máy nó sẽ hoạt động. Rồi, giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng máy. Mình sẽ kết nối máy với nguồn điện. Sau đó mình sẽ bật chìa khóa này lên ha. Rồi, mình sẽ nhấn vào. Thì trên giao diện máy nó sẽ có ba cái thấu kính. Thấu kính thứ nhất là 1064 là để mình bắn những cái hình xăm mà cái mực thông thường, ví dụ như mực màu xanh này hoặc là màu đen, màu nhạt ha. Rồi cái thấu kính thứ hai là 532 là nó sẽ mềm hơn, cái tần số mềm hơn, mình dùng xóa xăm những cái mực màu đỏ hoặc xóa xăm chân mày. Và đầu 755 là đầu để bắn carbon để trẻ hóa da. Rồi giờ mình sẽ test máy. Mình đã gắn cái đầu thấu kính là 1064 thì mình sẽ chọn cái giao diện là 1064. Tương tự nếu mà mình chọn cái thấu kính mà 532 để dùng để xóa những cái vùng chân mày, cái mực đỏ thì mình chọn cái thấu kính này và mình lắp cái thấu kính 532. Lắp vào thấu kính. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn vào cái thấu kính 1064. Thì trên này nó sẽ có cái ba cái giao diện. Mình giới thiệu các cái giao diện máy trước. Ở trên này là cái nhiệt độ máy này. Thì khi mà cái nhiệt độ này lên cao á, thì mình có thể là tắt máy để cho máy nghỉ, tránh cái trường hợp là máy hoạt động có công suất. Thông thường nó khoảng tầm trên 45 đến 50 độ C là mình sẽ cho máy nghỉ ha. Rồi, cái thứ hai này là cái đồ tăng đồ sáng tới tối cái màn hình. Ở trên này, ở bên này là cái mức năng lượng thấp nhất á là tầm là 200 là 100. Ở bên này là cái tần số có nghĩa là 1 phút nó sẽ phát ra bao nhiêu tia. 1 giây nó sẽ phát ra bao nhiêu tia. Ví dụ đây 2 thì mình sẽ điều chỉnh này. Tùy vào cái vùng xăm để mình điều chỉnh cái tần số này cho nó phù hợp để cho nó bắn nhanh hay chậm là mình điều chỉnh cái tần số này. Ở bên này là cái đồ rồng bổ sung. Cái mức năng lượng thông thường thì mình sẽ điều chỉnh khoảng tầm nếu mà mình bắn carbon á thì mình điều chỉnh khoảng tầm 300 ha, 300 đến 350. Thì thông thường mình sẽ tùy chọn từ thấp cho đến cao, tùy vào cái da của khách và tùy vào cái vùng xăm, cái liều trình điều trị để mình điều chỉnh cái mức năng lượng cho nó phù hợp. Thì thông thường mình sẽ điều chỉnh từ thấp cho đến cao, khi nào mình quen dần đó thì đó sẽ mình điều chỉnh sau. Cái mức năng lượng mà cao nhất là 2500, nhưng ít khi mình sẽ bắn đến cái mức năng lượng này đó. Thông thường mình sẽ bắn tầm 1000 cho đến 1500 thôi. Nhưng khuyến cáo khách trước khi sử dụng là mình điều chỉnh cái mức năng lượng này từ thấp cho đến cao, sau đó mình tăng cái mức năng lượng dần dần lên để khi mình bắn thì khách khỏi giật mình ha, mà cũng đỡ nguy hiểm nữa. Cái tần số thì mình cái tia nó phát ra nhanh hay chậm thôi. Thì tùy vào cái vùng xăm của mình, ví dụ cái vùng xăm lớn mình muốn bắn nhanh thì mình điều chỉnh cái tần số này nó cao lên để cho mình điều trị nó nhanh hơn. Tương tự mình xóa những cái vùng xăm nhỏ chẳng hạn thì mình điều chỉnh cái tần số này
thì một giây nó sẽ phát ra bao nhiêu tia, ví dụ đây 2 tia này, 3 tia, 4 tia. Đó, nhiều nhất là một tia nó sẽ phát ra 7 tia. Đồ rồng sung thông thường mình sẽ chọn cái mức ở trung bình tầm khoảng 3 đến 4 thôi. Cái đồ rồng sung. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt máy thử ha. Sau khi mình setup xong trên này thì mình sẽ nhấn vào cái nút ở trên này là máy nó chuẩn bị khởi động. Sau khi mình nhấn nút xong thì dưới này sẽ có cái bàn đạp này, là khi mình đạp vào một cái thì máy sẽ hoạt động á. Do cái này mình chọn cái tần số này, cái tần số này là 4 nên một tia nó sẽ phát ra 4 tia, nó sẽ phát ra hơi bị nhân. Ví dụ mình điều chỉnh cái tần số này nó thấp xuống, ví dụ 1 chẳng hạn, thì có nghĩa 1 giây nó sẽ phát ra 1 tia thôi. Xin chào các bạn, hẹn các bạn lại những video tiếp theo.